Tối 17 tháng 10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông tin tại buổi họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban Tuyên giáo Thành quỹ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tối 17 tháng 10, tại hội nghị lần thứ nhất, ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng làm Bí thư Thành quỹ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối là 100%. Ông Nguyễn Văn Nên, năm nay 63 tuổi, quê ở Tây Ninh, trước khi được bầu vào chức vụ mới. Hôm 11 tháng 10, 2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giới thiệu bầu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông cũng được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức chánh văn phòng trung ương đảng. Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Nên bắt đầu từ tháng 4 năm 1975 với vị trí là chiến sĩ cảnh sát hình sự, sau đó là đội trưởng hình sự công an quyện Gò Dầu. Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 12 năm 1987, ông làm phó trưởng công an huyện Gò Dầu, sau đó giữ chức trưởng công an huyện Gò Dầu vào tháng 3 năm 1989 đến tháng 12 năm 1991. Từ tháng 1 năm 1992 đến tháng 4 năm 1996, ông là tỉnh quỹ viên, giữ chức phó bí thư thường trực quyện quỹ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyện Gò Dầu. Sau đó, ông làm bí thư quyện quỹ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyện Gò Dầu đến năm 1999. Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 1 2001, ông là tỉnh quỹ viên, trưởng ban ban tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh ông vào quỹ viên thường vụ từ tháng 2 2001 và làm trưởng ban ban tổ chức tỉnh quỹ Tây Ninh. Đến tháng 6 2004, ông kiêm chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 8 2010, ông làm phó bí thư tỉnh quỹ, chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 9 năm 2010, ông làm bí thư tỉnh ủy Tây Ninh và giữ chức này cho đến tháng 7 năm 2011. Sau đó ông là ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Tây Nguyên. Từ tháng 3 năm 2013, ông là ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ngày 14 tháng 11 năm 2013, ông được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 6 phê chuẩn giữ chức vụ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đảng, ông được bầu vào Ban bí thư Trung ương đảng. Tháng 2 năm 2016, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ chánh văn phòng Trung ương đảng. Đăng ký ngay kênh youtube Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.